xếp hạng 9 nhân vật ác nhất chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng lịch sử 21 năm đất nước chia cắt, trải qua những chế độ cầm quyền nối tiếp nhau ở miền Nam, có một thời được gọi là nhiễu nhương và hỗn loạn nhất với bao trò trái khoáy diễn ra. Sau đây, hãy cùng chân dung lịch sử điểm lại 9 nhân vật tiêu biểu cho sự tàn ác dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúa đảo Nguyễn Văn Vệ. Trong suốt 113 năm của nhà tù Côn Đảo, đã có 53 đời chúa đảo, 39 đời thời Pháp, 14 đời thời Mỹ Ngụy từng cai trị tại nơi đây. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ là một sự tàn ác và tinh vi khác nhau. Trong ký ức của nhiều tù nhân, Nguyễn Văn Vệ là một con hùng xám, là siêu đẳng trong nghề trị tù. Các hình thức tra tấn đối với tù chính trị của bọn ác ôn khám Chí Hòa thời này có những chuyện vượt xa sự tưởng tượng. Khám Chí Hòa có số lượng tù nhân đông nhất là vào năm 1972 đến năm 1973. Các phòng giam lớn của Chí Hòa có diện tích gần 50 m², nhưng luôn nhét khoảng 100 tù nhân, thậm chí có phòng nhét tới 180 người. Có 40 trẻ em bị bắt nhốt vào Chí Hòa do bị nghi là cộng sản. Nguyễn Văn Vệ cho nhốt chung các trẻ em này vào với tù thường phạm, và thế là môi trường nhà tù đã biến các em trở thành những kẻ du đãng giang hồ. Dưới ách cai trị của Nguyễn Văn Vệ suốt từ năm 1965 đến năm 1968, tù nhân trên Côn Đảo đã phải chịu qua những ngày tháng khốc liệt nhất. Không thể tính được đã có bao nhiêu đồng chí hy sinh dưới bàn tay của Nguyễn Văn Vệ. Hắn đã thiết lập kỷ luật nghiệt ngã đối với những người tù chống ly khai ở chuồng cọp với những cây còng Mỹ siết chặt vào cổ chân, làm hàng trăm người tù phải teo cơ, bại liệt vĩnh viễn, sao nhọn, bịt đồng, vôi bột, gậy gộc. Và cao trào nhất là vụ chuồng cọp Côn Đảo tai tiếng 1970 đã bị phanh phui, làm chấn động cả thế giới. Lần thứ hai trở lại, Vệ càng tỏ rõ bản chất hung thần hơn với các chính sách đàn áp tù chính trị, âm mưu tráo án người tù, bắt người tù phải lăn tay, chụp hình để đổi tù chính trị phạm sang thành phần gian nhân hiệp đảng. Trong bản tự nhận xét của mình sau này, Vệ tự nhận như sau: khi làm trưởng ty công an Bạc Liêu, tôi đã chống đối cách mạng khi bắt bớ những chiến sĩ hoạt động chống lại ngụy quyền. Khi làm giám đốc trung tâm cải huấn Chí Hòa cũng như Côn Sơn, tôi đã làm đời sống chính trị phạm đã cực khổ càng thêm cực khổ, xuyên qua những hình phạt biệt giam, đàn áp khủng bố bằng hạn chế đi đứng, dùng lựu đạn cay gây thương tích cho chính trị phạm, gián tiếp chịu trách nhiệm về những cái chết, về bệnh tật của chính trị phạm, không xúc động trước cảnh đau khổ của chính trị phạm. Còn theo đánh giá của cơ quan an ninh thì Nguyễn Văn Vệ là tên chúa đắc lực của địch, có nhiều tội ác trong cai quản, đàn áp, đánh giết tù nhân chính trị, đồng thời rất gian ác xảo quyệt trong việc dùng mạng lưới chìm để theo dõi giám sát tù chính trị. Còn bạn, bạn có cảm nhận như thế nào với tên cai ngục tàn ác này? Thiếu tướng giang hồ Ba Cụt. Lê Quang Vinh sinh năm 1923, mất năm 1956. Biệt danh Ba Cụt, cấp bậc thiếu tướng, tư lệnh một đội quân biệt lập chống lại chính quyền thuộc địa Pháp và Việt Minh vào những năm cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950. Ba Cụt đóng bản doanh tại Bằng Tăng, Ô Môn, Cần Thơ, chiếm giữ một cõi theo kiểu thổ phỉ và trở thành nỗi khiếp hãi cho nhân dân địa phương. Quen thói côn đồ, trợ búa, Ba Cụt đối xử với binh lính và quần chúng rất ác độc. Cho đến tận bây giờ, nhiều vị kỳ lão địa phương vẫn rùng mình khi nhớ về giai thoại sống chung với quân Ba Cụt. Để có tiền nuôi quân, Ba Cụt lệnh cho nhân dân trong vùng giải phóng, đóng thuế. Ai nộp thuế chậm, Ba Cụt cho quân bắt chó như heo, nằm phơi nắng, sương, dưới sân suốt ngày đêm, khi nào người thân đem tiền đến nộp thì mới thả về. Đối với những người bị tình nghi là phe địch bị bắt, Ba Cụt thường dùng cây đinh dài 10 cm đóng vào hai lỗ tai rồi thả. Nạn nhân được thả chạy sảng quanh một lúc lâu mới mất mạng sau khi co giật. Có lần tình cờ đi ngang qua nhà hai vợ chồng đang gây gổ nhau, thấy người phụ nữ mắng chồng leo lẻo, Ba Cụt lệnh cho thuộc hạ xông vào bắt chói. Đích thân Ba Cụt dùng dao rạch miệng người phụ nữ đến tận mang tai, mặc cho ông chồng quỳ lại van xin. Mấy hôm sau, bà vợ tử vong, ông chồng cũng tự tử theo. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1956, Dương Văn Minh phát lệnh một cuộc tấn công đại quy mô có mật danh là Thoại Ngọc Hầu nhằm vào lực lượng của Ba Cụt. Chiến dịch này có cả xe bọc thép,
tàu chiến, pháo binh và máy bay yểm trợ. Đặc biệt là có sự hiện diện của nhiều loại vũ khí, khí tài tối tân mang thương hiệu Mỹ. Ngày 31 tháng 5 năm 1956, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu kết thúc trong tai tiếng. Người dân miền Tây không ưa lính Phỉ Ba Cụt nhưng cũng không chấp nhận cách lừa phỉnh của Ngô Đình Diệm. Sáng ngày 13 tháng 7 năm 1956, Ba Cụt bị hành quyết. Người được giao nhiệm vụ xử tử Ba Cụt là thiếu úy Nguyễn Văn Nhung. Dù gây nhiều oan nghiệt, nhưng sau khi chết thảm, người dân vẫn vị tha xây cho Ba Cụt Lê Quang Vinh một ngôi mộ gió ở Thới Long, Ô Môn, Cần Thơ. Cai ngục Bảy Nhu, quỷ sống ác nhất Phú Quốc. Bảy Nhu sinh năm 1926, tên thật là Trần Văn Nhu hay Trần Nhu, là một viên cai ngục được xem là nổi tiếng nhất ở nhà lao Cây Dừa, đảo Phú Quốc. Những tù binh cộng sản nói về ông với những thuật tra tấn tàn bạo với tù nhân cộng sản tại đây suốt giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1973. Chỉ trong vòng một năm, nhờ những thành tích bất hảo trong việc tra khảo, đánh đập tù nhân tàn khốc mà hắn được thăng cấp thượng sĩ nhất và cất lên làm trưởng giám thị khu biệt giam 2. Chính tại nơi đây, hắn đã sáng tạo ra những đòn tra tấn có 102, kinh hoàng khiến lũ cai ngục nhà lao Cây Dừa tôn sùng hắn lên hàng sư phụ. Món đặc sản đầu tiên khét tiếng, danh bất hư truyền mang thương hiệu của tên ác quỷ Bảy Nhu phải kể đến là vồ sầu đời, gậy biệt ly, gậy đầu sinh đầu tử. Người tù nào chỉ cần nếm vài vồ thì coi như sầu đời. Còn cây gậy sắt to bằng bắp tay, ai đã bị đánh thì coi như ly biệt đồng đội, gia đình. Bảy Nhu hàng ngày xách những dụng cụ hành nghề đặc biệt ấy vào tuần tra trong các trại giam. Hắn dùng chày vồ đánh vào các khớp xương như mắt cá, cùi chỏ, đầu gối, bả vai tù nhân. Trước khi lãnh cơm ăn, hắn thường nện thẳng cánh 5-10 chày vào mắt cá những người ngồi gần cửa biệt giam. Hắn nhiều lần tâm sự với bọn cai ngục đàn em. Ngày nào không nhìn thấy máu, không lấy được mấy mạng người là tao không chịu được. Chỉ với một tay thước bằng gỗ lim, hắn đã lần lượt đánh văng mắt cá chân của hơn 10.000 tù nhân. Lâu lâu, được lên trạm xá khám bệnh, thủ tục. Nhìn thấy anh em tù nhân bò lê bò lết qua sân, tên Nhu ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Hắn coi việc đánh đập, hành hạ tù nhân như một thú vui, như việc tụng kinh lần tràng hạt trước bàn thờ Phật. Rất nhiều tù nhân thân thể tiều tụy khi bị tên Bảy Nhu tra tấn bằng ngón đòn đục răng đã phải từ giã cõi đời vì không sao chịu nổi. Sau khi trại tù binh bị giải thể và các tù binh được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973, Bảy Nhu vẫn tiếp tục ở lại đảo, tập trung đi học tập cải tạo từ ngày 14 tháng 5 năm 1975. Được cho là phải chịu trách nhiệm trong các hành vi ngược đãi và tra tấn tù nhân ở trại tù binh Phú Quốc. Mặc dù vậy, chính quyền mới cũng như các tù binh còn sống sót không tìm cách đáp trả những hành vi của Bảy Nhu trước đây. Một số còn đến thăm và chụp ảnh chung với Bảy Nhu như một bằng chứng kỷ niệm về thời kỳ làm tù binh, cũng như biểu hiện cho sự hòa giải hận thù quá khứ. Sau này, do bị người đời nói nhiều, Bảy Nhu dường như không tiếp ai. Còn rất ít người biết đến Bảy Nhu, có chăng thì chỉ biết qua sách báo, tranh ảnh. Sát nhân khát máu miền Trung, Liên Thành. Miền Trung Việt Nam trong giai đoạn từ đầu năm 1966 đến trước thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 1975 là những năm tháng vô cùng biến động. Thời gian này, dân chúng từ Đà Nẵng đến Huế rầm rộ xuống đường biểu tình để chống lại sự xâm lược của Mỹ và chế độ độc tài quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Tại Huế, để đối phó với phong trào đấu tranh đòi hòa bình và tự quyết dân tộc của Phật tử và sinh viên học sinh, Nguyễn Ngọc Loan đã chiêu dụ về cộng tác với mình khá nhiều những cộng sự mất hết lương tri, sẵn sàng đàn áp thẳng tay và nhả đạn vào đồng bào vô tội, sẵn sàng đạp đổ bàn thờ, dùng dùi cui, lựu đạn và còng số 8 để trả nghĩa cho mảnh đất đã sinh thành, nuôi dưỡng họ. Nổi bật trong số những kẻ vô luân đó là viên thiếu tá Liên Thành, trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên. Liên Thành có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Liên Thành, sinh năm 1942, là cháu nội của Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề. Từng là phụ tá quận trưởng ở chi khu Nam Hòa, đại đội trưởng đại đội nghĩa quân Nam Hòa, đại đội trưởng đại đội địa phương quân, chi khu phó, chi khu Nam Hòa. Từ đây, Liên Thành bắt đầu những ngày tháng tác oai tác quái của mình. Bắt đầu những ngày tháng ông ta bước qua mọi rào cản của tình cảm, mọi lề lối của luân thường đạo lý để từng ngày trở thành một kẻ côn đồ, vô hạnh và bất giáo, nhằm khẳng định với thượng cấp của mình rằng Liên Thành là một tay chống cộng triệt để, luôn đặt lợi ích của đảng phái và thể chế Việt Nam Cộng Hòa lên trên.
Khi đã leo lên vị trí chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Huế, Liên Thành cùng với thuộc hạ của mình đã ngày đêm lùng sục để bắt bớ và đàn áp bất cứ những ai có tư tưởng cấp tiến đấu tranh giành lấy hòa bình và quyền tự quyết dân tộc. Một việc làm hèn hạ thể hiện bản chất vô đạo của Liên Thành mà đến nay nhiều người dân ở Huế vẫn còn nhớ là việc ông ta cùng với mấy chục viên cảnh sát thuộc cấp của mình vây giáp chùa Trà Am nằm gần dưới chân núi Ngự Bình để vu oan giá họa và bắt giữ thượng tọa Thích Như Ý đem về trung tâm thẩm vấn để tra khảo hành hạ với lý do chùa của thầy nuôi dấu cộng sản. Năm 1973, để lập công chống cộng và đẩy lui phong trào đấu tranh của trí thức với thượng cấp của mình, Liên Thành đã nhẫn tâm ra lệnh cho các mật vụ thuộc cấp theo dõi để rồi bắt giữ và thủ tiêu Ngô Kha. Tệ hại hơn, y còn đi quyên góp tiền của những kiều bào nhẹ dạ để lập nên cái gọi là Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam do y làm chủ tịch. Gọi là ủy ban cho oách để vòi tiền thiên hạ, chứ thực chất cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện vu oan giáo họa cho thầy giáo cũ của mình là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, rồi các bậc thức giả cho phong trào đấu tranh đô thị như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Ngô Đình Thục. Tổng giám mục Ngô Đình Thục có tên thánh là Pierre Martin, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1897 tại Phủ Cam, Huế. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Ngô Đình Thục đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Huế và ông ta đã tận dụng tối đa ảnh hưởng của ông em Tổng thống để triển khai đủ loại hoạt động kinh tế, ví dụ như khai thác lâm sản, mua thương xá tax, làm chủ nhà sách Albert Portel để kiếm lời bạc tỷ. Thậm chí đã có lúc Ngô Đình Thục dùng lính bộ binh và cả xe bọc thép thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và vận chuyển cho các vụ khai thác gỗ rừng trong các tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, lấy vật liệu của công và nhân viên chính quyền để xây cư xá Vĩnh Long, tổ chức lễ ngân khánh, cưỡng ép công chức cao cấp và thương gia nộp tiền. Không chỉ trục lợi kinh tế mà Tổng giám mục Ngô Đình Thục còn tạo nên những lý do chính trị tai hại đối với chế độ Diệm Nhu. Nhiều nguồn tư liệu còn lại tới hôm nay cho rằng Ngô Đình Thục khi ở trên đỉnh cao danh vọng tôn giáo đã bị hoang tưởng với quyền lực của mình cũng như của gia tộc mình và đã đánh đồng thần quyền với thế quyền. Là anh của Tổng thống Diệm, Ngô Đình Thục nghĩ rằng ông ta, như Linh Mục Trần Tam Tỉnh nhận xét, đã hóa thành trí não tuyệt vời của chế độ. Người ta tìm đến ông để xin sỏ ân huệ, đặc quyền. Giám mục làm như là hiện thân của giáo hội, cũng như ông em là hiện thân của nhà nước. Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã kết liễu tính mạng của anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn. Ngô Đình Thục đành phải sống tha phương trong cảnh khá là bần hàn, và mãi tới sau năm 1975 mới được Vatican cho phục chức. Thế rồi, Tổng giám mục Ngô Đình Thục về hưu ở Mỹ và phải sống tại một viện dưỡng lão công giáo thuộc tiểu bang Missouri cho tới khi chút hơi thở cuối cùng ngày 13 tháng 12 năm 1984. Sát nhân khát máu Nguyễn Ngọc Loan. Nguyễn Ngọc Loan sinh năm 1930 tại Thừa Thiên Huế. Y nổi tiếng là một tướng tàn bạo, độc đoán của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dù từng giữ vị trí tư lệnh ngành cảnh sát, cấp bậc chuẩn tướng, nhưng ít người gọi Loan bằng danh xưng hay cấp bậc. Người ta thường gọi ông ta với cái tên Sáu Lẻo. Với những người lính mặt trận giải phóng miền Nam, Nguyễn Ngọc Loan thực sự là một kẻ khát máu, tàn ác đến tận cùng. Y trở thành một hung thần và là cánh tay mặt của Nguyễn Cao Kỳ. Nắm một loạt quyền cao chức trọng, nhưng Loan lại trang phục lôi thôi lếch thếch, trần luôn đi đôi dép lẹp xẹp, kể cả khi ông ta chủ trì hoặc tham dự những phiên họp quan trọng. Đã thế, Loan thường cầm trên tay một chai bia, ngửa cổ tu ửng ực như một bợ nhậu thứ thiệt, chửi thề văng tục như một kẻ đầu đường xó chợ. Hễ cứ nghe đầu có tiếng súng AK-47 là y nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M16 với 12 băng đạn 5.56 ly vòng quanh bụng, đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon không lá, Sáu Lẻo Nguyễn Ngọc Loan xông vào trận chiến. Năm 1975, ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ, Mỹ phải cuốn gói rút hết quân về nước. Máy bay của Mỹ không đưa Loan và gia đình y đi cùng vì nghi ngờ y có ý định kìm chân hàng ngàn người Mỹ di tản để làm con tin, buộc Mỹ phải quay lại tham chiến. Bị Mỹ bỏ rơi, nhưng cuối cùng nhờ những chiến hữu không quân ngày trước, vào trưa ngày 29 tháng 4, Loan và gia đình đã leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao, Mỹ. Ở đây, y cũng bị hàng ngàn người phản đối kịch liệt. Ngày 14 tháng 7 năm 1998, Nguyễn Ngọc Loan chết vì bệnh ung thư vòm họng tại Burke, tiểu bang Virginia, Mỹ,
kết thúc cuộc sống đầy tội ác man dợ và bi thảm của y. Bạo chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn. Với tư cách là bạo chúa miền Trung, Cẩn sở hữu trong tay quân đội, cảnh sát, mật vụ, vũ khí, nhà giam, văn phòng, trụ sở. Bên cạnh ông cố vấn còn có cả bộ máy chính trị của đảng Cần Lao miền Trung do Cẩn làm thủ lĩnh. Cẩn đã sử dụng rất nhiều tên lưu manh, gian ác để làm việc trong hệ thống mật vụ của mình. Bọn này theo lệnh Cẩn có thể theo dõi tất cả mọi người, mọi giới, mọi ngành, kể cả đó là tướng tá đương chức của quân đội hay cảnh sát quốc gia. Những tên mật vụ này đã cậy thế của Cẩn để thỏa sức thực hiện chuyện khủng bố, ám sát, bắt bớ, cưỡng đoạt tài sản của bất cứ người dân nào mà chúng muốn. Đối với xã hội, Ngô Đình Cẩn xếp những gia đình có chồng, con, anh em đi tập kết hoặc lên chiến khu, những trí thức, văn nghệ sĩ, tăng ni Phật tử, những người có tư duy tiến bộ chống lại sự hà khắc, vô nhân đạo của bạo chúa miền Trung vào diện cộng sản năm vùng cần phải xử lý triệt để. Có thể bị giết hoặc buộc phải ký giấy ly hôn và phải lấy người phía quốc gia hoặc bị giam cầm cho đến chết. Cần dùng chính sách khủng bố tố cộng diệt cộng với những khẩu hiệu thâm độc như tát nước bắt cá, khuấy nước đọng bùn. Với chính sách này, suốt dải đất miền Trung đã có hàng nghìn người đã bị tay chân của Cần bắt giam hoặc giết hại. Riêng ở Thừa Thiên từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 10 năm 1958, chúng đã mở 53.710 lớp học tố cộng với 230.977 người tham gia học tập. Mở 314 lớp chỉnh huấn, bắt 2.907 cán bộ đảng viên phải học tập, 3.658 cán bộ đảng viên bị tố giác và bị bắt. Những chiến sĩ cách mạng đấu tranh cho hòa bình, thống nhất nước nhà, những cán bộ cách mạng nằm vùng bám dân, những nhà hoạt động tình báo chiến lược, nếu chẳng may sa vào tay Ngô Đình Cẩn thì chắc chắn phải trải qua một cuộc hành trình đến với các lò tra tấn hết sức man dợ để chúng tra khảo, khai thác như Lao Xá Ti Công An, Thừa Thiên, Lầu Hòa Bình, Trại Tòa Khâm, Trại Thừa Phủ, nhà giam của Sở Vôi Long Thọ, Đồn Mang Cá Nhỏ và cuối cùng là Tử Ngục Chín Hầm. Madame Nhu Trần Lệ Xuân. Trần Lệ Xuân sinh năm 1924, còn được gọi tắt theo tên chồng là bà Nhu, là một gương mặt then chốt trong chế độ Ngô Đình Diệm và là chủ tịch phong trào liên đới phụ nữ trực thuộc Đảng Cần Lao Nhân Vị. Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, dư luận quần chúng cho rằng Trần Lệ Xuân là người cậy thế gia đình họ Ngô mà lộng quyền. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, đúng 10 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu trong tư thế kiết già trước sự chứng kiến của hàng trăm quần chúng và Phật tử để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính phủ họ Ngô. Về sự kiện này, Trần Lệ Xuân còn châm dầu vào lửa khi phát biểu: "Để cho họ cháy và chúng tôi sẽ vỗ tay. Những lãnh đạo Phật giáo đã hành động như thế nào? Thứ duy nhất họ làm, họ đã nướng một trong những vị sư của họ, người mà họ đã gây mê, người họ đã lạm dụng niềm tin. Và ngay cả việc nướng người đó đã được thực hiện không phải một cách tự túc vì họ dùng xăng ngoại nhập." Trần Lệ Xuân còn phát biểu: "Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một buổi trình diễn thịt nướng nhà sư khác. Và nếu ai thiếu xăng dầu thì tôi sẽ cho." Trả lời phỏng vấn của ký giả tờ New York Times, Trần Lệ Xuân nói: "Tôi còn thách mấy ông sư tự thiêu thêm 10 lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt lờ, không cần biết tới." Những phát biểu của Trần Lệ Xuân như rót thêm dầu vào tình hình căng thẳng lúc đó, tạo tiền đề cho sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm sau này. Khi xảy ra đảo chính dẫn đến cái chết của anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân và con gái Ngô Đình Lệ Thủy đang ở nước ngoài. Ngày 30 tháng 10 năm 1996, Trần Lệ Xuân đã lên tiếng xin lỗi các Phật tử và xin lỗi cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức về những lời nói của bà ta về các lãnh đạo Phật giáo trong quá khứ. Trần Lệ Xuân qua đời lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2011 tại một bệnh viện ở Rome, Ý. Ngô Đình Diệm. Sau khi lên làm Tổng thống, Diệm giữ mọi quyền cai quản đất nước với người em Ngô Đình Nhu làm cố vấn, và cả hai người đều sử dụng các phương pháp cứng rắn để chống lại những người kháng chiến Việt Minh được sự hỗ trợ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc. Chính quyền Ngô Đình Diệm đối phó với những cuộc đấu tranh chính trị đòi thi hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước bằng cách thực hiện chiến dịch tố cáo cộng sản năm vùng nhằm loại bỏ những cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật trên khắp miền Nam. Chính quyền này luôn luôn quan niệm
Cộng sản là kẻ thù chính, nhiệm vụ phản công là tối ưu, phải đẩy mạnh nhiệm vụ chống cộng. Ngô Đình Diệm rất nổi tiếng với các khẩu hiệu đồng tâm diệt cộng, tiêu diệt cán bộ nằm vùng, tiêu diệt cộng sản tận gốc, giết nhầm còn hơn bỏ sót, thể hiện quyết tâm chống chủ nghĩa cộng sản tới cùng của ông ta. Để thể hiện lập trường sẽ tận diệt cán bộ Việt Minh, Ngô Đình Diệm đã tuyên bố công khai: thấy cộng sản ở đâu là phải bắn bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay. Theo báo Nhân dân, ngay từ cuối năm 1954, theo lệnh Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra những vụ tàn sát đẫm máu ở Ngân Sơn, Chí Thạnh, Chợ Được, Mỏ Cày, Củ Chi, Bình Thành. Từ tháng 5 năm 1955 đến tháng 5 năm 1956, Ngô Đình Diệm phát động chiến dịch tố cộng giai đoạn 1 trên quy mô toàn miền Nam. Tháng 6 năm 1955, mở chiến dịch Thoại Ngọc Hầu càn quét những khu từng là căn cứ kháng chiến chống Pháp của Việt Minh. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tiến hành các chiến dịch tố cộng diệt cộng, liên gia phòng vệ, dồn dân lập ấp chiến lược một cách quyết liệt, không tính đến các đặc điểm tâm lý và quyền lợi của dân chúng, cũng như hoàn cảnh lịch sử Việt Nam. Những biện pháp cứng rắn nhất được áp dụng. Ngày 16 tháng 8 năm 1954, quân Việt Nam Cộng Hòa đã nổ súng chấn áp đoàn biểu tình ở thị xã Gò Công, bắn chết 8 người và 162 người bị thương. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa thông qua luật số 91 mang tên Luật 1059, sau đó được Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm ký ban hành. Luật này quy định việc tổ chức các tòa án quân sự đặc biệt với lý do xét xử các tội ác chiến tranh chống lại Việt Nam Cộng Hòa, mục đích nhằm tiến hành thanh trừng những người cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Theo luật 1059, bị can có thể được đưa thẳng ra xét xử mà không cần mở cuộc điều tra. Án phạt chỉ có hai mức, tử hình hoặc tù khổ sai. Xét xử kéo dài 3 ngày là tối đa, không có ân xá hoặc kháng án. Dụng cụ tử hình có cả máy chém. Sau khi luật này được ban hành, lực lượng cách mạng miền Nam bị chính quyền Diệm đẩy mạnh truy quét, bắt bớ, khủng bố. Đặc biệt là các đảng viên Đảng Cộng sản, nên lực lượng bị thiệt hại nặng nề. Bạn có đánh giá như thế nào về 9 nhân vật khét tiếng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa này? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!